Vợ chồng Toán miền Tây xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay thì em cùng bà xã em cũng vẫn tiếp tục ra vùng với công việc đi thu hoạch cua tôm cả nhà ơi. Ngày mới vợ chồng Toán miền Tây xin chúc cô chú anh chị mình được dồi dào sức khỏe, vui vẻ và luôn đông đầy yêu thương cả nhà nha. Em chào cô chú anh chị đi em. Em chào cô chú và anh chị nha. Hôm nay thì em chuyển vùng khác em đi làm ăn này cả nhà ơi. Chuyển về vùng gừng nha. Có ghẹ nữa ha. Có anh. Đó, xuống vùng gần này thì hầu như yêu cầu mà là ghẹ nhiều. Đây là có ghẹ nhiều. Ghẹ nhìn ngon quá em. Ồ, quá trời ghẹ ngon luôn rồi. Bỏ rồi xả nó ngon. Đựng ghẹ ngon quá cả nhà ơi. Cái này được có ít tôm với cá nha. Rồi em cầm cái cây dùng lại, cầm cây rồi. Rồi em cầm cho thiệt cứng cây đó đi. Rồi quay mặt qua đây, quay mặt qua bên đây. Di chuyển cái lú qua. Cho nó xuôi vỏ lại. Cái lú mình sạch quá. Mới đặt bữa đầu tiên mà em. Này sao chưa thấy sú gì chân đây? Tại anh nôn nóng vậy mà. Anh nôn nóng chi gấp gì chứ em thấy có con ghẹ nữa nè. Có ghẹ nữa ha em. Có con ghẹ nữa nè. Con ghẹ bữa nay ngon quá anh ơi. Để anh bơi cặp vỏ lại. Ôi ôi có ghẹ nữa này. Ôi cái này cũng bộn nè em. Bộn chứ anh. Có ghẻ có con cua nữa em ơi, có cua con nữa. Có con cua con nữa. Có bịch cà phê nữa. Có bịch cà phê nữa. Đầy đủ hết trơn thấy không? Đủ bộ hết hả? Đủ bộ hết trơn. Vỏ nè, anh thấy cái vỏ nó tự trôi không? Anh cầm bây giờ anh chịu lại cho em nè. Dây nó không nhả, giờ nó chưa nhả vậy đó anh. Có con cua con. Đây, cua con này là mình nuôi được hơn 2 tháng rưỡi nó phải lớn đây cô chú anh chị. Cua thì mình nuôi, còn ghẹ thì của thiên nhiên nha. Cua lớn mà nó cũng không lên thân nữa kìa. Nó nhả hết càng này. Nó nhả càng nó. Cái này im nè em ơi. Ơi có cua đá kìa. Anh thấy có cua. Ơi ghẹ trên ghẹ em ơi, ghẹ bự quá kìa. Ở trên này hả? Ở đây nè, đây nè, nó tụt vô hôm mày. Đó. Ồ, ngon lành, ngon lành. Phải im chứ em. Trời ơi, cái đầu này im quá anh ơi. Nè,
Thế gì chưa? Nay em vợ chồng mình có thu nhập chứ. Ừ, có xuống rồi nè anh ơi. Ừ, con xuống mà xuống này còn nhỏ em ơi. Ờ, cá bóng này rồi. Có con gà bự ngon quá. Hai chồng mình ăn rồi anh ơi. Có món kho tiêu nữa hả? Có món kho tiêu cho hai chồng mình nữa. Không rồi, không có làm cái lú này bữa nay chứ nó. Hay làm cộng hả? Ờ, ghẹ là cái gì chứ nãy chắc ăn là hai chồng mình. Có luộc rồi đó anh. Trời ơi, con cua đá. Trời ơi, có cua đá nữa. Cua đá nó ngon, rớt xuống nó nằm cái cốc. Em để cái gút kia vô trong nha. Em nắm tay em gịch cái này cho thẳng lại cái. Ờ, gì đó. Anh bơi cho em thẳng cái lú em dễ thăm phải không? À, ý là kẻ công chứ vậy, đúng không? Trời ơi, cũng có chút xíu rồi em. Thôi em luộc ghẹ em đãi cho có mắt mát. Ê, con xuống rồi, con xuống rồi, em vũ ra luôn. Đó. Vũ, đây, 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 trên. Ờ, trên, rồi xuống rồi, xuống rồi. Cái dạ dưới, ừ. Đó, ngon lành, ngon lành. Cái này như nhiều nè em ơi. Em quay đục lên. Anh nói con gì? Con cua, con cua. Con cua ghẻ, chà bá vậy luôn. Em giãn ra nè, giãn cái lú ra. Đừng cho nó kẹp nhau em ơi. Nên đó à. Cho nên nó à. Em giãn cái lú ra. Ồ, quá trời ghẹ ngon rồi anh ơi. Ừ, có con cua mừng quá cả nhà ơi. Ủa, anh thấy con cua luôn hả? À? Thấy. Em nói ghẹ, anh thấy con cua. Đây. Đặt. Ép cái lú chứ trời. Ép cái lú xuống. Em đè cái dành xuống rồi nó đâu chạy ra được. Cua nó bự nè. Không đừng chạy nè. Nè, cua ngon ghê không? Quá sáng là cua này ngon. Cua dùng này là mỗi con à. Ở đây có con. Ô, đây con nữa anh ơi. Con này diệt luôn nha. Đây con này con bật khía gì. À, con cua này cái yếm gì ngộ vậy ta? Ừ, em cũng nhìn nè. Ừ, nó chạy đây rồi. Rồi, thả lỏng ra, em thả ra đừng cho nó kẹp nha. Cua hết mới chắc này. Cua này là thấy có tiền rồi đó. Con cua gì cái bụng đó. Cái yếm nó dưới bự dữ vậy ta. Con cua yếm lai, yếm chàm gì đó em này. Đấy, em chụp nó ra. Từ từ, đừng cho con cua nó động. Bụng nó ra trước. Đó. Từ từ, tới con cua nhỏ. Đây. Nó được con cua bự là mừng nghe cả nhà ơi. À, anh ơi con cua gì ngộ quá nó bông cái cư anh nhìn kìa. Con cua gì mà nó bông gì kỳ. Để ngân hồi anh lại anh quay con cua gì kỳ kìa. Ờ con cua gì kỳ. Anh đẩy con cua đặng như đây nó kẹp anh cái rồi. Cua này không dám ăn nữa anh ơi. Đâu có gì đâu em bình thường chứ đâu có em gì đâu. Em thấy nó lạ quá. Ờ con cua này mới sáng ngộ rồi. Ngộ ha. À, tại đây thì ghẹ cũng bộn rồi nè. Bọc nó kìa, vỏ cà phê đó kìa. Vỏ cà phê nữa hả? Ừ, thơm hết trơn. Ừ, cua này nó nghinh. Nó nghinh hai càng với anh á. Ừ, cái này ngon nè. Cái nào nó chạy đều đều cho anh đi. Hả? Hả? Cái nào có cua. Em thấy có con gì á. Dính gì nữa ha? Em thấy có dính con gì á. Trời ơi. Đây nè. Em lấy vỏ em đạp cái cọng dây xuống trước. Nè, cái con gì á, anh cho thử cái con gì. Phải con cua không? Thôi cua nữa hả? Rồi, em thăm đi. Em đổ ra đi. Mừng chàng. Cua này nó hơi nhỏ, anh phải được nguyên cua bự đó vậy đó. Mừng giữ luôn đó. Mừng giữ luôn ha. Giữ luôn. Mừng giữ dằn nha, còn hơn giữ vịt nè. Hơn nữa. Đó. Ồ, cái bào cua kìa anh ơi. Cua dưới này gỗ thiệt chứ con nào cũng lấy. Chắc lội luôn. Ừ. Tới đây cua nó bò lên ngẩn này cả nhà ơi. Cẩn thận cua lửa. Cẩn thận chứ em.
đây nãy con cua này lại để nó bò đây nó kẹp anh ạ. Anh đè nó vô cái đó chút cái anh dở ra. Em để nó lại thằng này đi đấy hồi nó kẹp anh này. Con cua đẹp của anh đâu rồi? Nó tút một kia rồi. Cục bông của anh đâu rồi? Thăm hết cái dàn đúng này cái còn chạy được mấy con cua. Quay cái đục lại. Rồi em đổ xuống luôn đi. Ô, coi xuống nó búng tạch. Cái này không có cua, không có rẻ luôn. Em lụm mấy xuống em thả ra luôn đi. Chờ em lụm mấy xuống con em thả ra. Dưỡng mấy xuống đó chứ. Này xuống nhỏ em lụm em thả lại cả nhà. Cái này xuống nhỏ em thả lại nghe cả nhà. Thả lên nó bự em bắt. Ừ. Con xuống bự đó em. Trên cái dây cam ừ. Đây con đó. Ừ cái đó thả luôn. Đây cái vỏ cà phê. Nó miếng bọc. Rồi rồi. Ở hàng chí nó rụng cái càng nè. Cho nó nhìn cho nó đẹp mắt. Cái ít thì nhiều cái nó góp lại nó cũng nhiều em. Chú à, chú con go không ạ anh ơi. Nó không có con bự tiếp quá. Nhỏ thì mình thả lại, cứ thả lại. Mình nghe nó búng mình mừng mà tới chừng dở lên là nó go xong rồi. Cái tết xuống lớn mình bắt hết rồi, tới nhỏ xuống nhỏ đánh. Nó búng mạnh cỡ đó. Rồi em thò tay em bắt xuống này. Ơ, coi chừng cua nó kẹp em đó. Qua đây. Đây con bé lớn vậy em thả lại nghe cả nhà. Ở đây nó kiếm em lên rồi. Hỏi ai bắt tao? Hỏi em vậy luôn hả? Hỏi ai bắt tao? Em thấy caramel bắt. Bỏ thì đang kiếm caramel đi. Không phải tôi à? Không phải tôi à? Đây là kiếm tôi à? Dài lắm, anh đặt nó lên ăn luôn này dài lắm. Hoài mà em không thấy cái này. Cái cây rút. À bọc. Được mấy cái bọc đây. Cái bóng con mà. Bữa nay cái bóng quá nhiều rồi anh ơi. Bóng nhiều hết biết cái bóng không. Ngon quá xá là ngon luôn phải không? Quá xá là ngon. Chào mình sáng sẵn không có đang có đồ không có đồ ăn gặp cái bóng này thôi gọi rồi. Con cua này nó lội tới nó căng lên hoài. Nó thèm cái giò của anh chị. Ủa, ơi. Cậu nó không giữ. Để đây đừng cho nó lại để đến hồi. Anh sáng lại hả? Ừ, để hồi nó kẹp anh sao? Không giữ ghê luôn á. Sao được mấy cái nãy thấy ghẹ thấy mê. Mấy cái nãy thấy ghẹ ngon quá giờ sợ em mất thấy ghẹ rồi. Chứ bữa nay mình sổ khô mình lấy nước vô một cái em coi nó chạy cho mà thấy luôn. Ừ, tại mình không có sợ bữa nay mình nước. Nước ít. Thôi thôi bơ dít nó vô đó nó nằm im ghê luôn kìa. Nó chốt. Có cái lú này như gách nhiều nhất không em?
kết quả đầu đó cái lúa này không dính luôn mà. Không anh ơi, dính con gì vậy? Ơi có ít thì phải đặt luôn nha. Tại cái lúa đó gắt quá mà. Cho nó bún đi, nhiều cũng gắt nó được. Khúc này kỳ hả Trang? Kỳ gì mà kỳ không biết nữa à. Anh nó kỳ á, cái lúa gì lúa kỳ. Anh không thấy gì cho nghe. Em thấy cái bụng nó chắc phiếu rồi đây nè. Cua hay gì em? Ghẹ hay gì anh ơi? Ồ, cua. Ghẹ hay cua không biết nữa. Tại dở lên em thấy. Ủa, con ghẹ của em nữa đâu rồi? Coi chừng nó dọn trống cái gì? Hay là lú gách nó ra đó? Hay là con ghẹ mà em nhìn ít con cua mà em nhìn em thấy con ghẹ. Em mơ hồ thấy con ghẹ không à. Cái này dính cua nữa này. Cua. Ồ con cua. Con cua cũng ngon quá nè. Cua nữa. Ồ trời ơi phải. Con nào con thấy em coi cái lưng nó đen, nó mà đen móc luôn á. Cua nó chạy lại. Con cua mà em mơ. Rồi cái em thăm tới luôn đi. Cái này được mấy con? Trời ơi, khúc này cho nó mừng cái em. Khúc đầu này sao gì ít tôm vậy ta? Có cua không em? Không có, về thẳng lũ luôn đi. Giờ hôm nay thì em thăm tới đây thì cũng đã hết cái dàn lũ rồi nha cô chú anh chị. Giờ em quay cho cô chú anh chị mình xem cái kết quả nha. Kết quả thì hôm nay em thăm cái lũ này được dàn lũ này được một con cua này cũng khá là vững đây. Với một ít cua con, với ghẹ, với được ít tôm nha. Bữa nay cũng hơi ít đây cả nhà ơi. Giờ hôm nay video em xin tạm dừng ở đây nha. Vợ chồng em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Giờ vợ chồng em cùng hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video sau nha. Em hẹn gặp lại cô chú anh chị mình video sau nha.